Tại huyện Diễn Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra chỗ neo đậu tàu thuyền tránh chú bão của bà con ngư dân ở Lạch Vạn. Hiện đã có trên 1.400 tàu thuyền lớn nhỏ đã được chính quyền địa phương kêu gọi về tránh trú. Huyện Diễn Châu đã khẩn trương di rời sơ tán 4.600 hộ dân đến những khu vực an toàn. Đồng chí Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý địa phương. Mặc dù chiều hướng cơn bão số 14 không đi vào Nghệ An, nhưng chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu và bà con nhân dân cũng cần phải theo dõi, nâng cao cảnh giác trước diễn biến của bão, tránh tổn thất về con người và tài sản. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra tình hình xả lũ công trình hồ vực Mấu tại thị xã Hoàng Mai. Hồ vực Mấu có dung tích chứa 75 triệu mét khối nước. Hiện hồ đang được xả lũ với khối lượng 50 mét khối một giây. Dung tích hồ thời điểm này còn dưới 63 triệu mét khối. Kiểm tra hồ vực Mấu, đồng chí Phó Thủ tướng lưu ý, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An và Ban Quản lý hồ vực Mấu cần phải căn cứ vào lượng mưa để xả lũ, vừa an toàn vừa tích đủ nước cho mùa khô. Phó Thủ tướng chỉ đạo, việc xả lũ cần phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và có cách thức tuyên truyền thông báo nhanh đến tất cả các hộ dân sống ở vùng hạ du được biết để đảm bảo an toàn hơn.